Hello, thân mến chào các bạn. Ok, hôm nay Peter muốn chia sẻ với các bạn một cái video chia sẻ cái máy mà làm cà phê mà Peter mới gia đình Peter mới mua và xã với Peter mới mua về. Như các bạn đã biết là Việt Nam mình là thích uống cà phê lắm và Peter cũng là một trong những người là nghiện cà phê. Uống cà phê từ hồi 18 tuổi tới bây giờ. Thì hồi xưa giờ là uống cà phê bằng cách đó là mua phin về, mua mua cà phê rồi xay rồi mình bỏ vô cái phin để mà mình làm mình uống. Nhưng mà uống nhiều như vậy rồi thì riết rồi cũng cũng chán. Cho nên hôm bữa Peter có nói với lại bà xã là thôi em ơi, bây giờ mình nghiên cứu mình mua một cái máy mà nó làm cà phê cho mình cho nó nhanh nó tiện. Tại vì một ngày nhiều khi Peter uống tới 2 3 ly cà phê lận. Cho nên khi mà Peter nói như vậy thì bà xã mới nói là mình đi ra Bloomingdale để mình thử, tại vì nó có một cái máy và nó có cho mình thử cà phê ngoài đó miễn phí. Thì hai vợ chồng đi ra ngoài Bloomingdale thử, thì sau khi thử Peter thấy cái máy nó bán rất là tiện lợi, giá cả cũng rất là phải chăng, và thứ hai nữa là nó có nhiều cái cà phê cho mình lựa chọn và uống cũng rất là ok, khá ngon. Và cái tiền mà tính ra để uống một ly cà phê như vậy á thì có 1 đô một ly thôi, thì Peter thấy nó rất là tốt, giá cả ok. Cái máy mình mua thì dĩ nhiên là mình phải mua một cái máy rồi, thì cái máy mà Peter mua đây á là cái hiệu nó gọi là De'Longhi, cái mã nó gọi là Nespresso De'Longhi. Thì Peter sẽ bỏ cái link vô trong cái video cho các bạn nào muốn mua. Thì cái máy này á ở Bloomingdale nó cũng có bán, nhưng mà cái hôm mà Peter mua ở ngoài Bloomingdale thì nó không có hàng, cho nên nó nói là ghi tên xuống rồi nó sẽ gọi. Thì nó bán nhiều quá cho nên nó không có đủ hàng để nó bán. Thì Peter về, Peter lên Amazon, Peter mua. Thì trên Amazon á mình order thì có liền, trong vòng một ngày 2 ngày là nó gửi về liền, và nó mắc hơn có 20 đô. Thì Peter nghĩ là thôi mua trên Amazon luôn. Mà thứ hai nữa là mua trên Amazon á thì nó cũng được cái hay cái là mình được lựa màu. Cái máy này nó có 3 màu: màu đen, màu bạc và màu đỏ. Thì Peter với bà xã chọn cái màu đỏ này thì nhìn nó đẹp. Ok, Peter sẽ chia sẻ với các bạn là làm 2 ly cà phê. Cái máy này nó làm cho chúng ta được 2 kiểu cà phê. Thứ nhất là một cái ly cà phê vô cái ly to như vậy. Để Peter lấy cái ly to hơn, Peter nghĩ là cái ly này đựng chưa đủ. Đây, Peter lấy cái ly. Ok, một cái là nó sẽ làm một ly cà phê, và nếu mà mình muốn uống cái loại mà espresso, giống như là mình đi ra cái quán cà phê mình hay order một ly espresso thì vô một cái ly nhỏ hơn. Lý do Peter chọn 2 cái ly này là tại Peter muốn cho các bạn thấy cái cà phê khi nó vô ha, chứ thông thường là mình sẽ uống vô cái tách màu trắng nó đẹp hơn. Cái máy này nó có những cái đặc điểm như thế này, nó rất là dễ xài thôi. Như các bạn thấy á, là ở bên này nó cho chúng ta, đây là cái nắp mình mở lên, ở bên này á, là chúng ta bỏ nước vô nha, bỏ nước nước lọc vô. Đó, thì cái máy nó sẽ hút cái nước từ ở bên này và nó làm cho chúng ta cà phê. Để Peter cho các bạn xem. Đây, mình bỏ nước vào đây. Rồi. Và mình đóng cái nắp lại. Ở bên này là cái chỗ mà nó bỏ ra, nó bỏ cái rác. Sau khi mà nó làm được ly cà phê nó sẽ bỏ bên đó. Thì cái loại cà phê này á, khi mình mua cái máy về á, nó cho chúng ta một cái hộp như vậy. Thì trong cái hộp như vậy á, một lần nữa Peter nói là cái máy này nó gọi cái hiệu là Nespresso, mà cái dòng nó là Virtual Line. Nó có 2 dòng, một cái dòng nó gọi là Original là cái dòng xưa rồi. Bây giờ mình mua cái loại Virtual Line là cái dòng mới và nó hiện đại hơn, cái cách làm cà phê nhanh hơn và thơm hơn. Thì nữa, khi mình mua cái máy về nó cho một cái hộp. Trong cái hộp này á nó có cái bảng như vậy và nó cho chúng ta một số những cái mùi vị cà phê để chúng ta thử, để chúng ta coi chúng ta thích cái loại nào rồi từ đó chúng ta sẽ mua. Thì trong này nó cho chúng ta 12 cái, và như các bạn thấy là Peter cũng đã dùng 2 cái rồi. Ok,
thì nó khác biệt như thế nào? Để Peter lấy ra cho các bạn xem. Đây, tiếng Mỹ nó gọi là coffee pot hoặc là coffee capsule. Ok, cứ mỗi cái pot này, là mỗi cái capsule này là một ly cà phê. Như các bạn thấy á, là và thứ hai nữa là nó mỗi cái màu này là một cái mùi vị khác nhau, từ nồng độ nặng nhẹ tùy theo ý của mình muốn. Thì cái capsule này màu xanh lá cây nó có cái tên nó gọi là Stormio, và trên cái bảng này nó cho chúng ta thấy là cái cường độ của cái cà phê này là số 8. Nếu mình muốn uống nhẹ hơn thì mình có thể uống cái màu xanh dương này, nó gọi là Audacio, cường độ nó nhẹ xuống còn số 7, số 6, số 5, vân 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 vân. Nếu mà mình muốn cái loại nhẹ thì mình lựa cái pot, và sau này mình tìm được cái mùi mình thích rồi thì mình sẽ mua cái mùi vị này thôi, mình không cần phải mua nhiều thứ. Cái này là cái hộp mà nó cho chúng ta để chúng ta thử. Ở đây nó cũng có những cái mùi vị giống như là cà phê, mà có gọi là cà phê mà cộng thêm mùi vị á, là flavor á. Thì như cái này á, là nó là hazelnut. Ok, đây là vanilla, đây là cà phê decaf, và đây là cà phê half decaf. Peter với bà xã thì không có thích uống cái loại cà half decaf này, và Peter thì cũng không có thích mà cà phê mà có thêm mùi vị. Peter chỉ thích cà phê, mùi cà phê thôi. Thì Peter sẽ quan tâm 4 cái ở trên này. Ok, và nãy Peter cũng có nói rồi là nó có cái cường độ Stormio, là cái Peter đang cầm trong tay đây. Lát nữa Peter sẽ làm một ly Stormio cho bà xã, tại vì sáng giờ Peter đã uống một ly rồi. Ok, Peter sẽ làm một ly Stormio, và Peter cũng sẽ làm một ly espresso. Như các bạn thấy á, là cái Peter đang cầm đây nó to. Ok, nếu mà Peter muốn làm espresso thì Peter dùng cái pot nó nhỏ hơn. Và cái espresso như thế nào? Nếu mà mình dùng cái to thì mình sẽ làm một cái ly cà phê nhiều nước hơn, rồi mình bỏ đường, mình bỏ sữa, tùy theo ý mình. Nếu mình muốn espresso thì mình làm cái ly nhỏ hơn. Đó, thế thôi. Ok, thì ở cái espresso nó cũng có những loại cà phê, và nó cũng có những cái cường độ. Như các bạn thấy đây là cái bên này á, cái espresso nó cường độ nó nặng hơn, là tại vì nó ra ít nước hơn. Nó là cũng cà phê nhưng mà nó cho mình ít nước hơn, cho nên cái cà phê nó đặc hơn. Cường độ nó là 11. Cái này là 9 và đi xuống tới cái nhẹ hơn. Cái này là decaf. Peter không có uống cái loại decaf. Thì ở trên cái bảng này nó giải thích cho chúng ta một số cái loại cà phê, mùi vị và cường độ. Thì trong cái bảng này là Peter quan tâm tới 4 cái trên này. Và espresso thì Peter quan tâm 2 cái này. Tại vì Peter với bà xã uống cà phê cũng lâu rồi, và uống cái cường độ cũng khá cao, cho nên những cái cường độ mà thấp quá đó, như khi mình uống không có đã. Ok ha. Rồi, cho các bạn biết là các bạn có thể mua cái máy này ở trên Amazon với cái giá 145 đô gì đó, nó gửi miễn phí về tới nhà mình. Và nhớ là mua cái hiệu, cái mã nó gọi là Nespresso Virtual Line, và nó cho mình cái hộp này, và mình về mình thử, mình uống. Ok, rồi Peter sẽ pha một ly. Trước nhất là Peter sẽ pha cái cà phê màu xanh lá cây này với cái cường độ số 8. Nó gọi là Stormio. Thì pha như thế nào rất là dễ thôi. Thứ nhất là mình bỏ nước vô đây. Thứ hai nữa là mình bỏ cái ly. Và cái máy này nó cho chúng ta một cái đồ để mà mình bỏ cái ly lên và mình đưa lên đưa xuống. Thì vì cái ly này nó cao quá cho nên Peter không cần cái miếng đó. Ok, mình để cái ly vô. Và mình bỏ cái capsule, bỏ vô cái đây. Như các bạn thấy là rất là dễ. Mình ấn xuống và mình khóa lại. Đơn giản thôi. Và mình bấm cái nút ở trên này một cái. Khi mà mình bấm như vậy á, thì á, hiện bây giờ trên cái máy này á, nó đang chớp. Và nó bắt đầu nó hút nước ở từ ở bên này vô. Và nó làm nóng, nó hâm nóng, và nó mới ép ra cái ly cà phê cho chúng ta. Chỉ trong vòng khoảng chừng 25-30 giây gì đó là chúng ta sẽ có một ly cà phê nóng. Đó, như các bạn thấy nó đang chảy ra. Đó, đang chảy ra đó. Và đây á, là Peter đang làm cái cà phê với cái pot bự. Thì cái này nó cho chúng ta một cái ly cà phê nhiều nước.
Như các bạn thấy là nó đang ra khói nóng đây. Rất là nóng, rất là khá nóng. Và tính ra cái tiền mà mỗi cái pot này á, khi mà mình mua á, ở trên mạng, thì tính ra mỗi cái pot này khoảng chừng một đô, một đồng 5 cent. Thì cứ cho là một đô đi. Thì cứ mỗi ly cà phê này mình uống là mình tốn khoảng một đô. Và khi mình mua á, mình có thể mua và mình khi mình mua nó gửi về là như vậy. Ok. Mỗi cái như vậy là 10 cái pot. Peter có mua 40-50 cái pot rồi, đủ loại mùi để thử. Và sau một thời gian thử mình quen rồi, mình thích cái mùi nào rồi, thì lúc đó mình chỉ có mua những cái mùi mình muốn thôi, mình không có mua nhiều nữa. Đó, như các bạn thấy là khoảng chừng 25-30 giây là sắp xong một ly cà phê rồi. Và Peter recommend các bạn là khi mình uống cái cà phê này, mình dùng với lại đường brown sugar, nó ngon hơn là cái sugar màu trắng. Ok, đường trắng mình dùng cái brown sugar. Đó, xong. Và khi mà mình xong như vậy á, là đây là một ly cà phê rất là nóng, và đây là cái cường độ cà phê này là cường độ số 8, là khá đậm. Ok, và cái ly cà phê này đưa cho bà xã. Đó. Rồi khi mà mình pha xong như vậy thì mình làm cái gì? Mình mở cái nắp ra. Như các bạn thấy để ý nè, khi mà Peter mở cái nắp ra đó, tự động cái máy này nó luyện cái pot này, nó luyện cái capsule này vô cái lỗ. Tại vì Peter làm chậm quá, chứ nếu mà làm đúng á, nó luyện vô cái lỗ và nó rớt vô bên cái chỗ bên này, và cái chỗ bên này là nó đựng những cái part mà cũ, và mình có thể recycle mấy cái part này. Ok. Đó, như các bạn thấy rất là đơn giản đúng không? Thì bây giờ Peter sẽ làm tiếp một cái nữa. Cái ly cà phê thứ hai của Peter làm á, nó sẽ là cái ly nhỏ hơn. Ok, espresso, không phải là ly cà phê mà là ly espresso. Rồi, một lần nữa bỏ cái capsule vô, đóng cái nắp lại. Mình make sure là ở bên này có đủ nước. Để Peter quay cho các bạn xem. Đó, bên này có đủ nước. Mình khóa lại. Mình bấm cái nút ở trên này một cái. Và khoảng chừng 30 giây nó ra một ly cà phê. Và bây giờ Peter làm một cái ly espresso. Espresso thì cà phê nó sẽ đậm hơn và nước nó sẽ ít hơn. Nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Cho những người nào uống đặc. Okay. Peter mua cái máy này và Peter dùng 2-3 ngày nay. Peter thích lắm, uống cà phê rất là nhanh, gọn, tiện, mà mùi vị rất là thơm. Mà một trong những cái hay này nữa là mình có thể thay đổi cái mùi vị. Mình không có cần nhất thiết là phải uống một cái mùi vị. Mình thay đổi nhiều mùi vị cho nó lạ miệng hơn là cứ mua cái loại cà phê xay về mình cứ phải bị uống cái mùi đó hoài. Hồi xưa giờ Peter hay uống cái loại mà Việt Nam, cái loại bột Việt Nam như vậy. Nhưng mà bây giờ Peter bỏ ngưng, không có uống cái loại này nữa. Peter cũng muốn cho nó healthy một chút, mình bỏ bớt mấy cái loại bột này, không uống mấy cái loại cà phê bột này nữa. Đó, như các bạn thấy cái ly espresso này làm nhanh hơn là cái ly cà phê kia là tại vì nó ít hơn. Và nó làm chỉ có 10-15-20 giây là xong, rồi xong một ly rồi đó. Thì lấy cái ly ra. Đây, Peter mở cái nắp này ra cho các bạn coi là nó sẽ luyện cái pot vô trong. Đó, thấy chưa? Rất là dễ. Xong rồi. Đóng nắp xuống. Không, mình không cần phải tắt điện gì hết á. Tự động là nó như vậy thôi. Và đây có một cái ly espresso. Rất là ngon lành. Dĩ nhiên là dùng cái tách nhỏ màu trắng nó sẽ giữ nóng hơn là cái này. Peter dùng cái này để cho các bạn thấy. Ok ha. Rồi, chia sẻ các bạn một cái máy Peter cảm thấy là ngon, bổ rẻ, mua 150 đô, hiệu DeLonghi Nespresso. Nếu các bạn nào chưa có muốn mua mà muốn thử cái mùi vị này coi nó như thế nào trước khi mua đó, thì các bạn mà ở Mỹ á, nhất là các bạn nào ở gần South Coast Plaza á, thì các bạn đi ra Bloomingdale, lầu thấp nhất, lầu 1 Bloomingdale, nó có cái chỗ cho chúng ta thử
những cái cà phê của nó. Và cái chỗ đó cũng khá đông người đứng xếp hàng, tại vì nó cũng khá khá nổi tiếng. Mình thử miễn phí, nó cho mình chúng ta một cái ly miễn phí, mình vô mình nói là tôi muốn thử cái mùi này mùi này mùi này, nó sẽ cho chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta, mình đứng đó mình đợi khoảng chừng 15 20 giây nó làm cho chúng ta, và mình lấy mình đi mình uống hoàn toàn miễn phí, không tốn đồng nào hết. Khi các bạn uống các bạn thích rồi thì lúc đó hẳn về mua, còn còn chứ đừng có coi cái video Peter rồi đi mua rồi về lại chê nha. Peter thích cái này, Peter recommend cho các bạn, còn ai mua hay không thì tùy ý các bạn thôi. Ok, rồi thân mến cho các bạn, chào các bạn một ngày vui.